Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc thi Lao giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Nguyên Vũ. Về Ngũ hành, Ngũ hành ninh mệnh, Lư Trung Hỏa, ngày Đinh Mão tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm Lư Trung Hỏa, kỵ tuổi Tân Dậu quý dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất dậu quý dậu quý tỵ Quý hợi, tuổi sung trong tháng Tuổi quý Dậu kỳ Dậu Ất xỉu, Ất mùi Về các sao tốt xấu trong ngày Trong ngày có các sao tốt như Sao Nguyệt Ân Tốt mọi việc Sao Phúc Sinh Tốt mọi việc Sao Quan Nhật Tốt mọi việc Sao Minh Đường Hoàng Đào Tốt mọi việc Sao Thiên Ân Tốt mọi việc Và ngày hôm nay là ngày trực tinh Đại Cát Tốt mọi việc có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, 6 mọi việc, sao thiên hỏa, 6 về lập nhà, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên bạn tuổi Tý cần phải bình tĩnh để xử lý những vấn đề trong gia đình và đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà cuối cùng lại làm tổn thương chính người mình yêu thương. Với bạn tuổi Tý trong ngày này, rất có thể sẽ mắc phải sai lầm và đâu có ai là không sai suốt bao giờ. Nhưng với bạn tuổi Tý nên hiểu và thông cảm cho đối phương cũng như là tự kiểm điểm lại bản thân mình để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được sự quyết đoán đáng gườm trong chuyện làm ăn và một khi nhìn thấy cơ hội thì bạn sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định và không để cho tiền bạc tột khỏi tay mình dù khó khăn đến thế nào đi chăng nữa vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình duyên không được như ý có nhiều mâu thuẫn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sai lầm là điều mà ai cũng có thể mắc phải tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa quyết đoán nắm giữ cơ hội làm ăn tử vi tuổi canh tý thuộc thổ tiền bạc không phải là vấn đề quá cấp bách tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có thể đạt được những điều mình mong muốn và đánh giá của bạn tử tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi Tỵ tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo bạn trải qua một ngày không gặp được nhiều may mắn với mình khi bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đang có điểm báo tiểu nhân đang rình rập để lấy đi túi tiền của bản mệnh mà chính bạn cũng chẳng hề hay biết nữa và với bà tuổi xỉu, cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn. Đừng có để lọ số tiền mà mình đang có cho bất cứ ai nếu như đó không phải là người thân thiết và bạn cực kỳ tin tưởng với họ. Bởi bạn có thể không chỉ mất tiền mà còn mất đi nhiều thứ quý giá khác nữa. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi xỉu cũng đang gặp ngày có mộc thổ tương khắc cái điều này cho thấy với bạn đang có nhiều nỗi lo lắng về chuyện tình cảm nên chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ và bước chân vào tương lai. Đối phương có thể sẽ cảm thấy nạn lòng khi bao lần bày tỏ tình cảm mà vẫn bị từ chối về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim nên tìm hiểu kỹ càng ngọn nguồn mọi chuyện tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đề phòng bị tiểu nhân hàm hại tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa chớ nên tin người thái quá mà làm hại chính bản thân mình tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ tình cảm không phải lúc nào cũng như ý muốn tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc cần phải cân bằng giữ cảm xúc và lý trí về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần xem từ vi cho thấy với bạn tuổi dần hãy tận dụng vận may về tình cảm khi mình đang có được trong ngày hôm nay. Với bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành mạo dần tương hội, người ấy có thể đã chờ đợi lời tọa tình của bạn từ lâu lắm rồi. Và bạn tuổi dần, nếu như bạn còn chưa có mục tiêu theo đuổi thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Bởi biết đâu trong cuộc sống, hành trình hôm nay, bạn có thể sẽ gặp gỡ được người trở thành một nửa tri kỷ của bạn về sau. Đừng có quên hy vọng và tin tưởng vào tình yêu. Còn đối với các cặp đôi, trong ngày này có thể lên kế hoạch cho một ngày nghỉ ấm áp bên nhau, có thể do ảnh hưởng của dịch bệnh mà các chuyến du lịch của hai bạn ngưng lại. Nhưng đâu có sao khi mà hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, ở sát bên nhau và cùng chung nhịp đập nữa rồi. Phải tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, hãy hâm nóng tình yêu để luôn được hạnh phúc. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, đừng có từ chối khi tình yêu gõ cửa trái tim. Tử vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, có được nhiều cơ hội để tìm thấy hạnh phúc cho mình từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên trân trọng những gì mà mình đang có từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không phải ai cũng may mắn có người ở bên cạnh về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão, xem tử vi cho thấy với bà tuổi mão đang có được báo hiệu, bạn trải qua một ngày có được tiền bạc rụng rỉnh trong tay, bạn mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài trong ngày hôm nay khi mà bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh đem đến cho bạn tận cửa những món hỏi về tiền bạc có nhiều cơ hội để cho bạn tuổi mão có thể áp dụng vào triển khai trong cái chuyện làm ăn của mình và hôm nay bạn sẽ khá bận rộn nhưng bạn sẽ cảm thấy công sức mà mình đã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng khi lợi nhuận tăng cao tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nữa. Màu khí vượng cho thấy trong ngày này với bạn tuổi mão cần phải chú ý quan tâm tới sức khỏe của chính mình. Đừng có tham công tiếc việc có mà lại tự hại bản thân. Bạn mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi trong người, nhất là những bạn đang có vấn đề về gan, thận về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hãy triển khai những kế hoạch đúng như dự định tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ công sức mà mình bỏ ra tất cả đều có thành quả thu về tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc sức khỏe suy yếu dễ mắc bệnh gan thận tử vi tuổi quý mão thuộc Kim cần phải cân đối công việc và cuộc sống. Vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện Thìn mạo tương hại và tử vi cho thấy đang có những vết rạn nứt trong mối quan hệ của bạn và người ấy, không phải chỉ hôm nay mới xuất hiện mà vốn dĩ đã tồn tại từ lắt rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mọi thứ bùng nổ ra mà thôi. Bạn tuổi thìn cần phải nhìn thẳng vào sự thực, chứ đừng có mãi tìm cách xoa dịu, trốn tránh. Bạn cần phải giải quyết vấn đề dứt điểm từ tận gốc thì mới có thể đảm bảo được mầm mống của những mâu thuẫn không phát sinh thêm nữa. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là ngày này bạn nên chủ động thiêu đuổi tình yêu của mình, nếu như bạn cứ sợ hãi những thứ chưa hề xảy ra thì có thể sẽ chẳng có cơ hội để cho bạn cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu đâu vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tình cảm mau thuẫn có nhiều vết rạ nứt tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên chủ động tìm cách giải quyết thay vì trốn tránh tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không phải không nhắc đến là nó không tồn tại từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim hãy mạnh dạn bày tỏa tình cảm của mình từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sự sợ hãi sẽ khiến cho bạn chẳng có được bất cứ điều gì Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được tài lộc khá chi là vượng, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình khi mà bạn đang có được chính tài chiếu mệnh, đảm bảo cho bạn có được nguồn thu khá chi là vững vàng trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Tỵ ạ, đang gặp ngày có mộc dưỡng cho họ càng làm tăng thêm sự may mắn cho bạn trong ngày hôm nay và bạn đang có được tình yêu của người mình luôn mong chờ nếu như bạn chủ động thêm chút nữa thì có khi còn đốt cháy giai đoạn luôn ấy chứ và trong ngày này đối với các cặp vợ chồng thì có được nhiều thời gian nghỉ ngơi, xả hơi sau một tuần làm việc kéo dài, bạn cần phải có thời gian bên nhau chủ động để cảm thấy mình thật sự là hạnh phúc chứ chẳng cần thiết phải những chuyến đi du lịch lãng mạn sang chảnh làm gì về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nên dành thêm thời gian cho người mình yêu thương tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dám nghĩ dám làm sống thật với cảm xúc tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đừng có sợ bị từ chối ít nhất còn hơn là đơn phương yêu đương tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim bạn nên hiểu trái tim của mình thuộc về ai tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có những chuyện chẳng thể nào trốn tránh mãi được. Và đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà Tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà Tuổi ngọ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh sẽ mang đến cho bạn có được niềm vui bất ngờ khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Bà tuổi ngọ đang dựa vào chút tài liệu của mình cũng có thể cải thiện được tình hình về tài chính hiện tại. Có điều bên cạnh niềm vui về tiền bạc mà bạn tự ngọ đang có thì rất có thể bạn phải chịu đựng những nỗi buồn trong chuyện tình cảm khi mà người ấy thực sự chẳng hề quan tâm gì tới cảm xúc của bạn nữa. song với bạn tử ngọ, cũng đừng vì thế mà buông bỏ hết tất cả các đoạn tình cảm mà bấy lâu nay mình đã xây dựng, công sức để vun đắp và hãy thử tận tâm, tâm sự chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc của mình, xem có thực sự thay đổi được chút nào hay không. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, niềm vui bất ngờ về con đường tài lộc. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ, tình cảm hư hao, không có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, dễ cảm thấy thất vọng vì người mình yêu. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, điên tình, đỏ bạc. và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang có báo hiệu sẽ gặp được quý nhân tam hợp cho nên với những phiền muộn trong chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết bạn sẽ tìm được người là thực sự một nửa của mình về sau dù có những lúc bản mệnh cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương nhưng chỉ cần bạn kiên trì và cho người ấy thêm chút thời gian sẽ cảm thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí chút nào cả bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cảnh báo cho bạn rất có thể sẽ mắc sai lầm trong chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán bạn dễ tin lời hợp tác cùng có lợi của người kia từ trước tới giờ chưa từng làm việc cùng. Đó có thể khiến cho bạn rơi vào bẫy, mắc bẫy của kẻ tiểu nhân để chiếm đoạt tài sản của bạn nữa. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim, tiểu nhân đòi những thứ vô lý, từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy dễ bị rơi vào chuyện tình xét đánh, từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tin người không đáng tin và gặp phải họa. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có thể sẽ đánh mất một số tiền lớn. Vài đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử thân xem tử vi cho thấy với bạn tử thân đang gặp ngày có kim mộc bất dung có nhiều bất đồng giữa bạn tử thân và người thân trong gia đình khiến cho không khí gia đình càng trở nên căng thẳng và bí bách và với bạn tử thân hãy bình tĩnh để tìm cách xoa dịu đi tình hình chứ chớ có để mâu thuẫn tiếp tục leo thang nữa và dù sao với bạn là người một nhà, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Nếu không thể tìm thấy được tiếng nói chung thì ít nhất cũng có cách giải quyết để cho mọi người đều cảm thấy không quá mất lòng nhau. Ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì có nhiều nỗi buồn trong quá khứ còn ảnh hưởng tới hiện tại, bạn chưa thoát ra được những cảm giác sợ hãi với những điều đã qua cho nên chưa dám bắt đầu một mối quan hệ mới cho mình. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn gia đình càng ngày càng sâu sắc. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, đừng có để cho quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, nên tìm cách để tự bản thân mình cảm thấy vui. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc trở nên phụ thuộc vào cảm xúc quá nhiều từ vi tuổi nham than thuộc mệnh kim có nhiều vấn đề phải thẳng thắn để nói chuyện và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cái điều này ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của bạn trong ngày và với bạn tuổi giàu không hiểu được tâm tư tình cảm của đối phương mà chỉ bận tâm tới niềm vui buồn của chính mình mà thôi với bạn tuổi giàu rất có thể bạn mệnh đang có vấn đề về cảm xúc của chính mình nhưng cũng đừng vì thế mà giận cá chiếm thớt khiến cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy càng ngày càng đi vào ngõ cụt có nhiều chuyện bạn chưa thể lường trước được đó cũng là lẽ thường tình và đừng có tự trách bản thân mình cũng đừng có đổ lỗi cho người khác việc trước nhất vẫn là phải tìm cách để giải quyết để cho mọi sự không nghiêm trọng hơn nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đừng có nghĩ rằng bạn không nói thì không ai biết tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hãy thẳng thắn với chính bản thân mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, dám làm thì dám chịu, tử vi tuổi tân giàu, thuộc mệnh mộc, hãy chấp nhận những khuyết điểm của đối phương, tử vi tuổi quý giàu, thuộc mệnh kim, không ai là người hoàn hảo cả. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt Xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn sẽ có nhiều điểm khởi sắc. Ngày này với bạn tuổi tốt đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn đang có được đào hoa nở rộ đối với những bạn đang còn độc thân nhờ thế mà có được sự quyến rũ lớn hơn hạn đối với những người khác phái. Với bạn tuổi tốt đang có được nhiều cơ hội để gây ấn tượng với đối phương. Sự vui vẻ và chủ động của bạn sẽ là điểm cộng của bạn trong thời điểm này. Tuy nhiên, bạn nên thể hiện một cách tự nhiên, chứ đừng có làm lố bịch quá. Còn đối với các bạn đã có đôi có cặp, thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định, nhưng tình yêu thì luôn cần phải vun đắp hâm nóng mỗi ngày. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình yêu cần phải được vun đắp mỗi ngày. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đừng có quên chăm sóc cho những người mà mình yêu thương. Tử vi tuổi màu tuất thuộc mệnh mộc, tình yêu chớm nợ rất mong manh. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, đừng có để cho mình phải hối tiếc khi nhìn lại. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có nhiều vấn đề không phải cứ nghĩ là giải quyết được. Về đánh giá của bà tử tốt trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bạn hãy thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm của mình. Ngày này bạn bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên nhân duyên của bạn sẽ đến nếu như bạn thực sự đón nhận nó mở cửa trái tim mình để cho tình yêu có thể bước vào và với bạn tuổi hợi, hãy để cho quá khứ lùi về phía sau. Bạn không cần phải dằn vặt mình mãi về những chuyện đã qua, những chuyện vốn chẳng hề thay đổi được. Bạn hãy sống cho hiện tại và tương lai để không sống hoài một cách uổng phí. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này mang đến cho bạn đang có hiểm họa về tài chính. Khi mà bản mệnh có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Bạn cho đối phương vay mượn về tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại về sau này. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tiền bạc tổn hao, tài chính khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đường tình duyên thám sắc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên nhìn về hướng lạc quan mà sống, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, khó khăn nhiều về tiền bạc, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đừng có để mình vấp phải thất bại hết lần này tới lần khác. Vài đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4 số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.